Kết quả anh 1-1, Pen 5-3, Thụy Sĩ, Tam Sư nhọc nhằn vào bán kết. Thắng nghẹt thở trên chấm 11m, anh lết vào bán kết. Trận tứ kết Euro 2024 giữa anh vs Thụy Sĩ đã kết thúc bất phân thắng bại sau 120 phút với tỷ số 1-1 và buộc phải giải quyết thắng bại trên chấm 11m. Ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, đội tuyển Anh đã có thắng lợi 5-3 khi thủ thành Jordan Pickford đẩy được một cú sút của Manuel Akanji. Bàn thắng: Anh, Saka, 80. Thụy Sĩ, Embolo, 75. Giữa rất nhiều những chỉ trích về việc không thay đổi cách chơi cũng như cách sử dụng nhân sự của đội tuyển Anh, huấn luyện viên Gareth Southgate một lần nữa khiến giới chuyên môn bất bình bằng việc giữ nguyên toàn bộ đội hình thi đấu ngoại trừ sự vắng mặt bất đắc dĩ mang tên Maguire, người nhận án treo giò, và Eji Konsa vào sân thay thế. Với đội tuyển Thụy Sĩ, không có gì ngạc nhiên khi huấn luyện viên Murat Yakin quyết định giữ nguyên niềm tin vào 11 cầu thủ đã đánh bại Italia ở vòng 1/8. Và tất nhiên, những Granit Xhaka, Manuel Akanji và Xherdan Shaqiri đều quen thuộc với nhiều đối thủ của mình nên họ không hề e sợ bằng việc nhập cuộc rất chủ động, sẵn sàng chơi sòng phẳng với đội tuyển Anh. Thế trận trong 45 phút đầu tiên khác hoàn toàn so với hai trận tứ kết sớm giữa Đức vs Tây Ban Nha và Pháp vs Bồ Đào Nha, khi hai đội mang đến một hiệp đấu khá nhàm chán, không có bất cứ cú dứt điểm trúng khung thành của nhau. Tình huống nguy hiểm nhất đến ở phút cuối cùng, khi Kobbie Mainoo xâm nhập vòng cấm dứt điểm sau đường chuyền của Bukayo Saka, nhưng đội trưởng Granit Xhaka đã có pha cản phá cứu thua 10-10 cho Thụy Sĩ. Bước sang hiệp 2, hai đội không đưa ra bất cứ sự thay đổi nhân sự nào và thế trận tất nhiên cũng không có bất cứ đột biến nào. Anh là đội cầm bóng nhỉnh hơn, nhưng trong chính Thụy Sĩ mới là đội bóng tạo được những tình huống sóng gió trước khung thành của Pickford. Tiền đạo Breel Embolo đã khiến trung vệ Konsa trải qua những phút thi đấu vô cùng khó khăn khi liên tục vượt qua, nhưng các pha dứt điểm của cầu thủ này lại không thể vượt qua được chốt chặn cuối cùng của Tam Sư. Tuy nhiên, quá Tam Ba bận và ở lần thứ 3 dứt điểm trong trận đấu này, Embolo đã khiến người hâm mộ Anh chết lặng. Phút 75, sau cú dứt điểm chéo góc của Naidi, bóng khẽ chạm chân Stoner đổi hướng khiến Pickford không thể cản phá và Embolo băng vào rất nhanh để đệm bóng vào lưới trống. Sau bàn thua, huấn luyện viên Southgate có liền 3 sự thay đổi người với sự có mặt của Luke Shaw, Cole Palmer và Eberry Ayer. Dù những sự thay đổi chưa phát huy tác dụng, nhưng Tam Sư đã nhanh chóng có bàn gỡ ở phút 80. Saka sau khi nhận rất nhiều lời chỉ trích từ đầu giải đã thể hiện đẳng cấp với pha đi bóng và dứt điểm sở trường từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành Sommer sang bằng cách biệt. Khoảng thời gian 10 phút cuối trận, hai đội đều có được những cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng không thể tận dụng thành công. Tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết trận và một lần nữa trận tứ kết phải bước vào hiệp phụ. 30 phút thi đấu của hiệp phụ, Thụy Sĩ tiếp tục cách chơi chắc chắn của mình và phong tỏa tất cả những ngôi sao tấn công của Tam Sư. Tuyển Anh thi đấu hay hơn trong 15 phút đầu với những cú dứt điểm nguy hiểm của Declan Rice và Bellingham nhưng không thắng được thủ thành Sommer. Trong khi đó, Thụy Sĩ có 5 phút cuối hiệp phụ thứ 2 tăng tốc và khiến khung thành tuyển Anh chao đảo. Xherdan Shaqiri đá phạt góc trung chuyển xà ngang trước khi Wymer nã đại bác khiến Pickford vất vả cản phá. Không thể có thêm bàn thắng sau 30 phút hiệp phụ, hai đội phải định đoạt trận đấu trên chấm 11m. Sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford khi cản phá cú đá đầu tiên của trung vệ Manuel Akanji cũng như bản lĩnh của cả năm cầu thủ Anh thực hiện thành công các cú sút của mình đã giúp Anh giành chiến thắng chung cuộc 5-3 ở loạt luân lưu cân não. Đội hình thi đấu: Anh 3-4-2-1, Pickford, Walker, Stoner, Konsa, Palmer 78, Trippier, Ayer 78, Mainoo, Shaw 78, Rice, Saka, Foden, Alexander Arnold 115, Bellingham, Kane, Tony 110. Thụy Sĩ 3-4-3, Sommer, Sa, Akanji, Rodriguez, Ryder, Juber 63, Saka, Freuler, Ciro 118, Abisher, Amdouni 118, Naidi, Zakaria 98, Embolo, Shaqiri 109, Vargas, Wymer 63.